tập 999P một thương trường tại bồn tắm công cộng. Vào một ngày kia, hai người đàn ông được một đối tác mời đến bồn tắm công cộng để bàn bạc chuyện làm ăn. Trước khi bước vào, hai người tự nhắc nhở nhau rằng không phải đến đây để vui chơi mà làm đại sự. Thì ra đây là nhân viên bán bồn tắm ngọc trai Susuran, sản phẩm mới ra mắt của công ty bọn họ. Hai người đang quyết tâm hừng hực thì Kusin đột nhiên xuất hiện. Thì ra người tiền bối đáng kinh này chính là bố Hiroshi của Kusin đây mà. Nghe được ở đâu có nhiều bồn tắm là không thể thiếu Kusin được, vì ở đó sẽ có nhiều chị gái xinh đẹp nhiều màu sắc. Xin phấn khởi mà hai người chỉ biết cười trừ thôi luôn. Nghe nói là cả gia đình đều được mời nhưng mà hôm nay em bé Hima đang bị ốm nên phải ở nhà mất tiêu. Nhưng mà ít nhất thì cho Kusin đi theo thì cũng được, dù có hơi không được yên tâm về thằng nhóc này. Sau khi thay đồ, cả ba bước vào phòng tắm. Nói là phòng tắm nhưng mà trông cứ giống phòng tắm hơi hơn. Lúc này, một người đàn ông cao to bước đến chào hỏi các đối tác đến từ Futaba. Bên phía Hiroshi lúc này cũng nhanh chóng đáp lời chào giám đốc Iwatari kia. Và Kusin cũng nhanh chóng bắt nhịp, giới thiệu bản thân và sở thích về nhiệt độ của bồn nước nóng. Đang hào hứng giới thiệu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến mọi người phải ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra đây chính là cô con gái của giám đốc, tên là Yuko. Kusin nhìn thấy chị gái xinh đẹp liền không kiềm lòng được nhanh chóng giới thiệu lại bản thân lần nữa. Ôi cái ông này mê gái số 2 không ai số 1 luôn. Sau màn chào hỏi thì bỗng nhiên có thêm hai người đàn ông nữa bước đến chỗ họ chào hỏi giám đốc Iwatari. Bọn họ chính là đối thủ của nhà Futaba, công ty Naminori. Chính giám đốc đã mời cả hai người cùng kia đến đây hôm nay luôn. Bên kia, đối thủ ra sức khen ngợi cơ sở vật chất ở đây thật tuyệt vời rồi nhanh chóng giới thiệu sản phẩm của công ty bọn họ là bồn tắm nước bùn Suzasuya. Bên phía Hiroshi lúc này bắt đầu sốt ruột, không muốn chịu thua đối thủ. Thế là nhà tắm liền biến thành chiến trường rồi. Trận chiến thật sự bây giờ mới thật bắt đầu. Đầu tiên bọn họ cùng đi vào thảo luận ở phòng hợp ngâm chân. Đây là nơi giúp cho những người làm nghề bán hàng hay di chuyển phục hồi đôi chân sau một ngày đi làm mệt mỏi. Trong bồn này sẽ có rất nhiều cá gara rufa, bọn nó sẽ chọc vào da chết ở chân và ăn hết đi cho họ. Kusin bắt đầu thả chân vào bồn, hàng trăm con cá liền vây lấy chọc chân Kusin khiến cậu nhột quá hóa nghiện luôn. Lại còn nghĩ ra kiểu thả mông vào nữa chứ, may là bị bác bỏ lập tức. Chị gái Yuko bên cạnh cũng bị lũ các chọc nhột cả người cười khúc khích. Thấy vậy Kusin liền ước mình là cá để chọc vào chân chị đẹp như thế. Hai người đàn ông bên này cũng bắt đầu cảm nhận được cảm giác thích thú mà lũ cá đem lại. Rồi cũng không quên quảng cáo tiếp sản phẩm nước tắm bùn bên mình nữa. Nhân viên của năm là đây chứ đâu, thấy đối thủ đang chiếm thế thượng phong, bố Hiroshi cũng nóng lòng ra trận. Nhưng ngay lúc này khi bầy cá bơi đến chân của Hiroshi thì đột nhiên bọn chúng liền xoay vòng. Mọi người đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Kusin nhanh chóng giải thích là do mùi hôi chân của bố mình. Chân hôi tới mức cá cũng phải bỏ chạy thì gắt thật đấy. Lúc này giám đốc Iwatari liền bày tỏ sự cảm thông cho nỗi thống khổ với đôi chân đó của bố Hiroshi. Chóp lấy thời cơ, đàn em liền nhanh chóng chia sẻ giải pháp giúp chữa lành sự mệt mỏi đó của đàn anh chính là xà phòng tắm của công ty bọn họ. Vậy là một điều rồi nha, sau phòng họp ngâm chân, mọi người cùng nhau đến phòng tắm suối nước nóng nổi tiếng toàn Nhật Bản. Đang giới thiệu thì giám đốc Iwatari quay ra hỏi con gái đang làm gì với Kusin đó vì thấy hai đứa cứ quấn nhau. Lúc này Yuko mới bảo rằng da của Kusin cực kỳ giàn hồi, còn Kusin thì đang sung sướng biết bao. Nghe cô gái nói thế bố Iwatari cũng bước tới chạm thử vào mặt Kusin và tỏ vẻ rất thích thú. Bố Hiroshi đứng đối diện cũng tội con trai lắm nhưng chỉ biết âm thầm cổ vũ con trai cố gắng lên vì đại cuộc nhé. Bên phía đối thủ lần nữa tấn công trước khi tiến hành giới thiệu sản phẩm nước tắm bùn cũng có thể giúp da trở nên đàn hồi và sẽ gửi mẫu cho Yuko dùng thử. Bố Hiroshi lúc này cũng chen vào quảng cáo nước tắm ngọc trai còn có công dụng khiến da trở nên mịn màng hơn. Bằng chứng sống là anh đã sử dụng nó mỗi ngày nên rất đảm bảo về công dụng. Đang tâm đắc về sản phẩm thì Kusin tự nhiên ở đâu chui qua chạm vào râu bố rồi kêu giáp quá. Bố Hiroshi liền chữa cháy rằng chỗ này thì sao mà mịn được thằng kia. Khi tất cả mọi người đang cười vui vẻ thì Kusin phát hiện ra một máng trượt siêu khổng lồ phía sau. Yuko mời Kusin trượt thử và cậu đồng ý ngay chứ ngại ngùng gì nữa. Nói rồi cả 7 người cùng bước vào khu trượt máng. Mỗi máng sẽ nối với một loại suối nước nóng khác nhau, một bên là bồn tắm bùn, bên còn lại nước ngọc trai. Nghe đến đây bốn nhân viên bán hàng đều ngây người, đây chẳng phải là sản phẩm của công ty họ hay sao? Rồi tất cả cùng bước lên ống trượt, Kusin đang phân vân không biết nên trượt bên máng nào thì chị Yuko liền nói mình sẽ trượt máng bùn. Nghe đến đây phía đối thủ liền đắc chí khen ngợi lựa chọn của chị Yuko. Kusin nghe chị gái xinh đẹp chọn máng bùn thì cũng muốn trượt theo chị, nhưng bố Hiroshi bèn ngăn lại rồi bồi thêm là Kusin thích trượt máng ngọc trai mà. Chị Yuko lúc này liền đề nghị họ sẽ thi đấu với nhau, chị ấy trượt máng bùn còn Kusin trượt máng ngọc trai. Kusin thì cứ mấy chị gái xinh đẹp nói như nào thì nghe thế đấy, đồng ý luôn không có ý kiến gì. Nói rồi Kusin nhanh cóng ngồi vào máng ngọc trai, còn chị Yuko ngồi vào máng bùn. Sau khẩu lệnh 3-2-1 thì cả hai nhanh chóng trượt xuống vô cùng sảng khoái. Chị Yuko đứng lên thì cả người toàn là bùn rất là đã luôn.
Còn Cu Xin thì trôi dạt phía bên kia đáp lại rằng lần sau sẽ trượt máng bùn đấy. Lúc này chị Yuko nhìn thấy Cu Xin vô cùng bóng loáng, thầm nghĩ chắc là nhờ bồn tắm ngọc trai. Phía trên giám đốc Iwatari báo cáo rằng bồn tắm bùn thì được ưa thích hơn, có nhiều người sử dụng hơn. Trong khi đó, bồn tắm ngọc trai rất ít người dùng, tính ra thì chỉ có mỗi Cu Xin trượt thôi. Phía bên đối thủ nghe xong liền đắc ý nhưng vẫn tỏ vẻ tao nhã tán thành lựa chọn trượt máng bùn của khách hàng. Còn bố Hiroshi thì không chịu được liền lên tiếng thanh minh rằng bồn tắm ngọc trai cũng có ma lực của nó. Tình hình đang căng thẳng thì Cu Xin đã lên tới nơi trượt rồi chạy sang máng bùn. Bố Hiroshi lúc này chỉ biết bất lực trước hành động của đứa con phản phúc mà thôi. Nói rồi Cu Xin mặc kệ tất cả mà trượt bùn vô cùng khoái chí. Nhìn thấy hiện thực trước mắt, giám đốc Iwatari đã quyết định loại bỏ bồn tắm ngọc trai. Nghe vậy nhóm của bố Hiroshi vô cùng ép hoảng hốt, trong khi đứa con trai thân yêu thì trượt bùn vui thích chưa kìa. Sau khi tắm trôi lớp bùn đi thì chị Yuko phát hiện da của Cu Xin còn bóng loáng hơn lúc nãy, rất khác so với cô chỉ tắm mỗi bên bùn thôi. Ngay lúc này, bố Hiroshi phát hiện ra một sự thật chấn động. Có thể đây chính là hiệu quả khi kết hợp cả hai bồn tắm ngọc trai và bùn lại với nhau. Nếu sau khi tắm bồn ngọc trai rồi chuyển sang bồn tắm bùn thì da sẽ bóng loáng như Cu Xin vậy đó. Làn da sẽ được nâng cấp tuyệt đối siêu đẹp luôn. Điều này khiến giám đốc Iwatari vô cùng thích thú và muốn lên kế hoạch hợp tác với cả hai sản phẩm mới của hai bên. Hợp tác cùng có lợi mà sao lại từ chối được. Và thế là cuộc đàm phán thành công mỹ mãn cả ba bên, ai ai cũng vui vẻ tràn đầy. Nhưng mà đừng quên phần lớn kết quả này là nhờ Cu Xin nhà ta đó nha. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 237, P2 chai nước hoa của cô Matsuzaka. Cô Matsuzaka đang tự hào vì cuối cùng cũng mua được chai nước hoa Chanel xịn sò. Nhưng mà dồn hết lương vào nó nên tháng này chắc cô chỉ có ăn cơm với muối thôi. Mà không sao, có được chai nước hoa này thì cô nhịn cả tháng cũng được. Nói rồi, cô xịt thử, một mùi hương thật quyến rũ. Mà chắc phải xịt thêm để cà khịa mọi người ở trường mới được, vậy là vừa xuống xe buýt trường. Cô Matsuzaka cứ sáp vào cô Yoshinaga, nhưng cô chẳng quan tâm mà đẩy ra. Suýt nữa thì té sấp mặt, người gì mà chẳng tinh tế gì cả, tự nhiên cô Yoshinaga òa lên. Cứ nghĩ là cô ấy đã hít được mùi hương nồng say trên người cô nên cô Matsuzaka đứng hóng, không ngờ cô Yoshinaga chỉ đang đến dẹp loạn đám trẻ. Cô Matsuzaka cay quá, hay là xịt vậy chưa có mùi. Vậy là cô lại mở chai nước hoa hiệu xịt khắp người. Dù hơi lãng phí một chút nhưng mà phải để cho mọi người biết được cuộc sống quý sơ tộc của cô. Ngoài này thầy hiệu trưởng đang bảo cả đám cắm hoa để trang trí lớp. Tự dưng cô Matsuzaka mò ra, ái chà, mùi gì lạ vậy ta. Mấy thầy trò đưa mũi ra hít liên tục đánh mùi. Cô Matsuzaka thấy vậy cứ vẫy vẫy tay để mùi hương bay ra. Hít cho nghẹt mũi, cuối cùng Shin cũng rú lên. Cô Matsuzaka vui quá, cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi. Nhưng ông Shin lại thấy mùi gì rất hôi, vậy là cô Matsuzaka xỉu ngang luôn. Cả đám trẻ cũng thay nhau bịt mũi, không biết cái mùi nồng nặc này là gì nữa. Cô Matsuzaka cay quá, liền bật dậy giải thích đây là mùi nước hoa Chanel cao cấp. Không phải ai cũng mua được đâu, mà chắc mấy người tầm thường của lớp hướng dương không cảm nhận được sự đẳng cấp của nó đâu. Bị cà khịa nên cô Yoshinaga điên tiết lên, nhưng cô Matsuzaka vẫn đứng ra rẻ. Cô Yoshinaga cay quá, cô thấy nước hoa này đẳng cấp thật. Nhưng xịt lên một người thô lỗ như cô Matsuzaka đây thì chẳng có giá trị gì nữa. Cô Matsuzaka nghe chói tai quá nên quay lại cà khịa. Vậy là hai cô giáo cãi nhau chí chóe, tự dưng một con ong bay đến làm mọi người sợ quá giải tán luôn. Hình như nó đã phát hiện được mùi nước hoa sang xịn mịn trên người cô Matsuzaka nên cứ dí cô chạy sấp mặt. Xin thấy đúng là nghiệp quật mà, thầy hiệu trưởng nghĩ lại thì chắc nó đam mê mùi nước hoa này rồi. Bên này cô Matsuzaka vẫn đang quay vòng vòng để đuổi chú ong kia đi. Nhưng Su sao không đuổi được mà lại hút thêm cả đàn ong đến. Thầy hiệu trưởng liền hét lên bảo cô chạy vào phòng giáo viên lãnh nạn. Cô Yoshinaga thấy dừa lòng ghê, đúng là nghiệp quật mà. Thì ra có một tổ ong trên mái nhà, cô Yoshinaga không biết nó làm tổ ở đây từ bao giờ nữa. Đám trẻ tò mò cũng chen nhau ra xem, thầy hiệu trưởng sợ quá lùa cả đám vào trong. Nếu không sẽ bị trích sưng mặt cho mà xem. Cô Yoshinaga cũng lại giải thích sự nguy hiểm của đàn ong và chỗ bị trích sẽ sưng u lên. Xin thấy vậy thì chắc cô đã bị trích vào hai bên ngược rồi. Cô Yoshinaga điên quá, định cho ông tướng kia một trận. May có thầy hiệu trưởng ngăn lại không thì toang rồi. Rồi thầy hiệu trưởng chuẩn bị đồ nghề để bắt tổ ong. Chỉ cần dùng một túi ni lông, chọt một ít lỗ để thở, sau đó chùm vào người. Xin thấy nhìn thầy vậy ngầu như trái cầu, thầy hiệu trưởng cũng làm vài động tác ra rẻ. Cô Yoshinaga nghĩ là thầy nên hành động, không lũ ong lại chạy đi mất cho mà xem. Vậy là thầy mò ra sau bám sát mục tiêu, rồi cùng cây đánh rơi tổ ong. Thấy nó vừa rơi, thầy đưa bao ra hứng, nhưng su sao nó lại rớt bịch xuống nhà. Kết quả cả đàn ong vỡ tổ kéo nhau dí thầy chạy sấp mặt. Cô Yoshinaga hoảng quá ra gọi thầy chạy vào lớp trốn. Nhưng cái cây gài ngang cửa thế này có mà vào bằng niềm tin.
đang tìm cách thì tự nhiên đàn ong đập vào làm cả đám chạy toán loạn. Thầy hiệu trưởng liền dẫn cả đám chạy lên phòng giáo viên, còn thầy thì ở ngoài chiến đấu. Cô Yoshinaga đang loay hoay tìm thuốc đuổi lũ ong kia đi thì tự dưng xin thấy chai nước hoa chờ neo trên bàn. Vậy là cu cậu ném ra ngoài cho thầy hiệu trưởng. Cầm được bản bối trên tay, thầy liền xịt mạnh vào lũ ong. Nhưng sao chúng không sợ mà càng bám theo, cô Yoshinaga chẳng hiểu chuyện gì xảy nữa. Cô Matsuzaka lúc này phát hiện thầy hiệu trưởng đang cầm chai nước hoa hàng hiệu của mình để đuổi đàn ong thì ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhìn thầy cứ xịt chai nước hoa vào lũ ong mà cô muốn xỉu ngang luôn, vậy là đi toi thắng lương của cô rồi.